Bài học cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự án kênh đào Phú Nam Techno nhận trái đắng từ Trung Quốc. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với vốn đầu tư lớn tới 67 tỷ đô la được đánh giá là lớn nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Đến nay, về tiến độ, chính phủ đề xuất hoàn thành công tác báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thiết kế vào năm 2025 đến 2026, khởi công dự án vào năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Cho dù lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiều lần trấn an rằng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được xây dựng bằng nguồn lực trong nước, không vay vốn từ nước ngoài, nhưng theo giới phân tích, Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận lợi. Bởi vì lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài khác có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá gần 70 tỷ đô này. Về thông tin liên quan đến dự án kênh đào Phú Nam Techno, một dự án mà Trung Quốc đầu tư tại Campuchia với chi phí khoảng 1,7 tỷ đô la. Mới đây nhất, truyền thông quốc tế đưa tin công trình này đang dậm chân tại chỗ vì Trung Quốc đã mang con bỏ chợ, ngừng cấp vốn với lý do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc sắp gia tăng. Theo đó, nhà nước Campuchia đang phải nhận trái đắng các nhà đầu tư Trung Quốc đã kém mặn mà đối với dự án kênh đào Phú Nam Techno vào thời điểm hiện nay. Phải chăng cha con ông Hun Sen sau một thời gian hứng khởi quá mức nay đã có dấu hiệu sập bẫy nợ của Bắc Kinh? Đây cũng là một bài học cao cho Thủ tướng Phạm Minh Chính trong mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc. Dự án kênh đào Phú Nam Techno là một dự án đầy tham vọng của Campuchia nhằm giảm sự phụ thuộc về giao thông đường thủy của nước này vào các cảng của Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói Trung Quốc sẽ đóng góp 49% nguồn vốn đầu tư cho dự án và điều đó sẽ giúp quốc gia này tự thở bằng mũi của mình. Theo giới quan sát, sau lễ khởi công hoành tráng công trình kênh đào Phú Nam Techno vào ngày 5 tháng 8, hơn 3 tháng sau, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về khoản đầu tư của Trung Quốc và dường như không có tiến triển nào tính tới thời điểm hiện nay. Trong khi đó, theo giới phân tích, việc Trung Quốc thiếu cam kết rõ ràng về nguồn vốn có thể đẩy toàn bộ dự án vào tình trạng nguy ngập, đặc biệt là triển vọng tài chính. Trong khi Bắc Kinh đang cắt giảm đáng kể các khoản đầu tư ra nước ngoài, kể cả những quốc gia họ xem là đối tác chiến lược như Campuchia, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Công luận Việt Nam bày tỏ lo ngại về khả năng Trung Quốc tham gia đầu tư xây dựng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với lý do đã có rất nhiều công trình do nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện tại Việt Nam gặp phải các vấn đề đội vốn, chậm tiến độ và chất lượng kém. Ví dụ điển hình là dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội, ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2013 với tổng mức đầu tư là 8,7 nghìn tỷ đồng, nhưng đến năm 2019 vẫn chưa hoàn thành trong khi tổng mức đầu tư đã tăng lên hơn 18 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, còn các quan ngại về việc Trung Quốc có thể sử dụng các công nghệ lạc hậu và đưa nhân công của họ vào Việt Nam gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như an ninh quốc gia. Trước những lo ngại này, nhiều chuyên gia và người dân đã kêu gọi chính phủ Việt Nam cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai minh bạch và ưu tiên các nhà thầu có uy tín, kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai lầm như trong quá khứ. Theo giới quan sát, đã có không ít những nghi ngờ về sự áp đặt cũng như sự gấp rút của Thủ tướng Phạm Minh Chính vì cương quyết chỉ bàn làm, không bàn lùi. Phải chăng đã có sự thúc đẩy của ban lãnh đạo Bắc Kinh? Sau ông Vương Đình Huệ, thì số phận Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và tạm tha bổng cho cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hiện nay, cái tên cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang là chủ đề được quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với nguy cơ bị truy tố có liên quan đến vấn đề tham nhũng và sai phạm trong thời gian đảm trách chức vụ lãnh đạo bộ máy của nhà nước. Kể từ tháng 1 năm 2023, sau khi bị buộc từ chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã giữ im lặng trước công luận. Tuy nhiên, gần đây trong lời khai của Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết ông nhận chỉ thị từ cấp trên, tức là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc giải quyết các đơn thư liên quan đến vụ việc của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Việc công khai thông tin này dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng ông Phúc có thể bị xử lý pháp luật trong thời gian sắp tới. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, con gái của Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang đã tham gia và hỗ trợ để doanh nghiệp này rửa hàng tỷ đô la từ Việt Nam qua Hồng Kông trong giai đoạn 2021-2022. Theo giới thạo tin, các cáo buộc này
đang được cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra, xử lý sớm để đưa ra kết luận. Cho đến nay, chưa có thông tin chính thức về việc ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị truy tố hay xử lý pháp lý. Và tương lai chính trị của ông Phúc vẫn đang là một ẩn số. Trong bối cảnh chính trường Việt Nam hiện nay có nhiều biểu hiện hết sức phức tạp. Theo giới quan sát quốc tế, số phận của Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thâu tóm quyền lực trong đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại thời điểm hiện tại, khi ông Tô Lâm vẫn chưa nắm được quyền lực tuyệt đối, kế hoạch thâu tóm của các phe phái chính trị như Nghệ An của Phan Đình Trạc, Hà Tĩnh của Trần Cẩm Tú, Quảng Nam của Bảy Phúc vẫn chưa thành công. Trước đây, việc truy tố một cựu thành viên tứ trụ như Nguyễn Xuân Phúc là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phải chăng đó là những tín hiệu mở đường cho Tổng Bí thư Tô Lâm để tiếp tục nhắm đến các quan chức cấp cao trong đảng? Điều đó cho thấy số phận chính trị của Nguyễn Xuân Phúc càng lung lay và ngày sổ khám của ông Phúc xem ra cũng gần hơn rất nhiều. Quy trình kỷ luật của đảng rõ ràng có sự thay đổi cơ bản. Việc kỷ luật đảng sau khi xem xét miễn nhiệm, bãi chức của các ông Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc thay đổi khá xa. Nghĩa là sẽ không có vùng cấm hay vùng kín, bất kể người đó là ai, như ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định. Đồng thời, việc xử lý ông Phúc được cho là với mục đích giết gà để dọa khỉ, để từ đó có thể tạo tiền lệ cho việc Tổng Bí thư Tô Lâm có thể xem xét trách nhiệm các lãnh đạo cấp cao khác trong các vụ việc tương tự. Nhưng ông Tô Lâm có thành công được hay không còn phụ thuộc vào ý chí của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong số các cựu lãnh đạo cấp cao đã về hưu, ông Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý hơn so với những người tiền nhiệm khác. Nguyên nhân được cho là ông Phúc thân cô thế cô, thiếu sự hậu thuẫn của các phe nhóm trong nội bộ của đảng. Điều đó sẽ khiến ông Phúc dễ bị nhắm đến trong cuộc điều tra chống tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin sau Vương Đình Huệ, số phận của Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm trước khi đăng đàn thì phải sờ lên gáy của mình? Sau khi trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được hơn 3 tháng, Tổng Bí thư Tô Lâm liên tục có những phát ngôn chấn động nhằm thu hút công chúng như hoàn thiện thể chế và tháo gỡ điểm nghẽn. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Những tuyên bố vừa kể trên đã khiến một bộ phận không nhỏ người Việt Nam hy vọng, đặt nhiều niềm tin vào việc ông Tô Lâm sẽ quyết tâm cải cách thể chế, tương tự công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam từ những năm 1986. Mới đây nhất, những ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm lại đưa ra yêu cầu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục phải đạt tối thiểu 20%. Đây là không phải lời nói suông. Theo người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương đã xác định điểm nghẽn lớn nhất trong cải cách thể chế là vấn đề con người. Vì vậy, phải bắt đầu với chủ đề giáo dục. Một lần nữa, dư luận xã hội Việt Nam lại hồ hởi, phấn khởi. Nhiều ý kiến lạc quan khi cho rằng nếu điều này sớm thành hiện thực thì 20 tháng 11 sẽ là ngày đi vào lịch sử giáo dục của Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng mặc dù ông Tô Lâm thể hiện sự quyết tâm của việc cải cách để đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới, nhưng tại sao chưa ra lộ trình rõ ràng để thực hiện những thay đổi cần thiết vậy? Đa số ý kiến cho rằng ông lãnh đạo nào mới lên chẳng nói như thế, chẳng hứa hẹn, nhưng rồi cuối cùng cũng đâu vào đấy. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng không phải là ngoại lệ. Cụ thể, dù Tô Lâm tuyên bố chống nhóm lợi ích và sân sau của các quan chức, thì ông lại có tập đoàn Xuân Cầu Holding, một công ty của gia đình. Cũng như ông Tô Lâm kêu gọi chống lãng phí, thì trước đây vào năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã dính vào tai tiếng vụ thịt bò rát vàng nghìn đô ở thủ đô London, Anh Quốc. Trở lại tuyên bố, Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra yêu cầu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục phải đạt tối thiểu 20%. Đây không phải là lời nói suông. Công luận tập tức đặt câu hỏi ngược lại với ông Tô Lâm. Tại sao đất nước Việt Nam đang bình yên, đáng sống, nhưng Bộ Công an của Tô Lâm cứ phình to về tổ chức cũng như nhân sự đến như vậy? Tại sao phải cần đến 5 triệu nhân viên công an và an ninh cơ sở? Để làm gì? Đây là lý do chi ngân sách cho ngành công an gấp khoảng 13 lần chi ngân sách cho hai ngành giáo dục và y tế. Điều đó thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam khi ưu tiên quá mức đối với lực lượng thanh kiếm và lá chắn. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về việc phân bổ chi tiêu ngân sách cho năm 2024, Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách nhiều nhất với hơn 207.000 tỷ đồng. Theo sau là Bộ Công an với ngân sách là 113.000 tỷ đồng, tăng 14.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ngân sách cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ được vẹn vẹn gấp 7.700 tỷ đồng. Ngược lại, ngành y tế thì bị cắt giảm chỉ còn khoảng 7.000 tỷ đồng.
Điều phổ biến ở các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Việt Nam là chính quyền dựa vào công an và quân đội để mà đảm bảo sự độc tôn quyền lực của đảng. Nguy hiểm hơn, nhà nước Việt Nam cứ chiêu trò xã hội hóa để rút bớt ngân sách cho giáo dục và y tế, vốn dĩ đã quá ít ỏi, để tăng chi cho công an và quân đội. Đây chính là lý do công luận ở Việt Nam đặt ra câu hỏi, đến bao giờ Tổng Bí thư Tô Lâm mới biết trước khi nói hay tuyên bố điều gì mới mẻ, ông cần phải sờ tay lên gáy của mình để mà xem đã từng làm những điều gì sai trái hay chưa. Quý vì các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm trước khi đăng đàn phải sờ lên gáy của chính mình. Quý vị các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.